Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày. Trong dịp này, những địa danh in đậm dấu ấn lịch sử của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh tại thủ đô luôn là sự lựa chọn của nhiều du khách trong và ngoài nước. Bởi khi đến đây, chúng ta không chỉ được tìm hiểu những địa danh lịch sử, văn hóa, lý tưởng của Hà Nội mà còn được cảm nhận đời sống chính trị, tinh thần dân tộc để từ đó hiểu hơn, yêu hơn đất nước, con người Việt Nam. Ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, một trong những địa chỉ đỏ của Hà Nội, luôn thu hút đông du khách trong những ngày mùa thu tháng 9. Trở về quá khứ, trong những ngày từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngôi nhà này là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây đã diễn ra cuộc họp thành lập chính phủ lâm thời, là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở trong những ngày đầu trở về Hà Nội từ chiến khu Việt Bắc. Và đặc biệt, tại nơi này, người đã viết bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một di tích rất quan trọng, nơi mà Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập, đọc tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên của khu vực châu Á, một trang sử mới của dân tộc Việt Nam. Giữa lòng thành phố Hà Nội, lúc bấy giờ là nơi phát xít Nhật, thực dân Pháp đóng, nhưng Bác chọn ngay chính giữa mà lại chọn một gia đình tư sản. Điều ấy thể hiện tinh thần Hồ Chí Minh, tin vào nhân dân. Còn đây, quảng trường Cách mạng tháng 8 vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn hình ảnh của cuộc tổng khởi nghĩa 79 năm trước. Lá cờ cắm trên nóc nhà hát lớn luôn gợi nhắc đến cột mốc son chói lọi của dân tộc. Sau cái cuộc meeting biến thành biểu tình giành chính quyền ngày 19 tháng 8 thì quảng trường này còn nhiều lần chứng kiến những cái sự kiện vĩ đại trong cái thời khắc sinh thành của chế độ mới của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi ghi dấu sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tại đây, mùa thu lịch sử 79 năm trước mãi vang vọng cùng 6 chữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Đã 79 năm trôi qua, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 2 tháng 9, dường như người dân đất Việt ở bất cứ nơi đâu cũng dâng lên gấp bội niềm tự hào về Tổ quốc thân yêu. Ghé thăm các địa điểm lịch sử, nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã được giáo dục tiếp lửa cho tình yêu đất nước và ghi nhớ công lao của thế hệ trước đã ngã xuống để đổi lại độc lập như ngày hôm nay. Là một người con Việt Nam, tham quan các cái di tích để hiểu rõ hơn về lịch sử cũng như về những cống hiến xương máu của cha ông. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 không chỉ là ngày kỷ niệm lịch sử mà còn là dịp để mỗi người dân cùng nhau ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và nguyện vọng xây dựng một tương lai tươi sáng cho đất nước.